Xin chào các bạn nhé. Mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2018, em sẽ quay tổng thể tất cả các xe đang có trong cửa hàng em hôm nay cho các bác tham khảo. Chiếc đầu tiên là Ford Mondeo thương hiệu Mỹ, bản 2.5, bản đủ cửa lóc nhé. Bên em đang giao bán với giá 165 triệu đồng. Để biết thêm chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0976081699. Em Loan, chợ ô tô Kinh Môn, Hải Dương. Hyundai Cooper số 26 em đang đi. Chiếc thứ hai thì Nacity SE, thì hôm qua em quay cho các bác rồi đấy, thì em đã bán rồi. Đây là một chiếc Nacity sản xuất năm 2009, bản đủ CDX, số tự động nhé. Sản xuất 2009 này. Bên em đang bán với giá là 275 triệu đồng. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển luôn này. Hiện tại thì cửa hàng em đang có hai chiếc Nissan Sunny. Một chiếc là biển 15A13207, một chiếc 15A13174, đều sản xuất 2014. Số sàn máy 1.6. Em bán với giá 270 triệu đồng. Bao rút hồ sơ thôi nhé. Đây, hai chiếc Nissan Sunny đây. Sản xuất năm 2014. Số sàn. Và đây một chiếc Kia Morning, bản đủ Sport, sản xuất 2010. Xe này thì cam kết không chạy dịch vụ taxi nhé. Xe này là xe một chủ từ đầu của công an tỉnh Phú Thọ. Xe không hề taxi dịch vụ. Sản xuất năm 2010, bản đủ Sport. Em bán với giá là 175 triệu đồng. Bao rút hồ sơ. Và đây một chiếc Kia Morning nữa, cũng là bản đủ Sport, nhưng mà đây là chiếc xe này là một chiếc xe lâng Sport, lâng đủ luôn, sản xuất 2009. Em bán với giá 165 triệu. Gencha 2009 tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Em giao bán với giá là 175 triệu đồng. Bán rút hồ sơ vận chuyển luôn. Chevrolet Spark, sản xuất năm 2010. Em bán với giá 115 triệu đồng. Số sàn. Tiếp theo nữa là một chiếc Gencha. Này là một Gencha. Gencha sản xuất năm 2008. Phiên bản số sàn, máy 1.6. Đang chào bán tại cửa hàng ô tô Kinh Môn với giá là 165 triệu đồng, bao rút hồ sơ vận chuyển.